Vương Mai Chú Cha Bông, em xin chào quý anh chị, mình đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, hôm nay thì em có được một cái lô vàng, một lô mai vàng giảo siêu nụ về chơi Tết cực kỳ đẹp luôn á cả nhà. Loại này cho hoa cực kỳ nhiều luôn nha. Sinh trưởng mạnh và cho hoa rất là thơm luôn cả nhà. Bông thì 8 đến 12 cánh. Lô hàng này em về liền cốt 4 mùa cả nhà. Gốc thì to hơn ngón tay cái ha, và nụ kim là bao trên cây như thế này. Đó cả nhà mình thấy nè. Có những cây á, nó có nụ kim trong thân cây luôn rồi các cả nhà. Loại này thì rất là nhiều nụ luôn. Hoa thì vàng, nở bông thì thơm. Bông thì đi 100% là bông chùm ha. Cây thì đẹp, hàng chơi Tết nè. Nó có nụ kim rất là nhiều luôn. Cây nào thì cũng to, gốc to đế ha. Đế nở 100% cho mình như thế này luôn. Đây, cả nhà mình nhìn thấy nụ kim bên em nè. Lô hàng này em về số lượng cây đẹp như hình ha. Quay làm sao thì bán vậy. Em giao lưu 250 một cây nha cả nhà. 250 một cây em bao ship luôn. Lấy một cặp thì sẽ có giá tốt nha cả nhà ơi. Một cặp giảm giá còn 450 nha cả nhà. Hàng thì cây em quay như thế nào thì gửi hàng cây y như thế ấy. Nhận hàng anh chị mình được kiểm tra cây. Cây đến nơi còn sống chúng ta nhận hàng nha cả nhà ơi. Nên cả nhà mình cứ yên tâm. Nếu anh chị nào mà quan tâm cái lô giảo siêu nụ bên em á thì cứ alo hoặc là nhắn tin cho vườn em nha. Em sẽ lựa những cái cây đẹp gửi tới cho cô chú anh chị mình năm nay để mọi người chơi Tết nha cả nhà ơi.